Sáng nay 28 tháng 11, tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị lần thứ 14 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết tỉnh ủy năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 cùng một số nội dung khác có liên quan. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc chủ trì hội nghị. Hội nghị tỉnh ủy lần thứ 14 triển khai thông tin các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và nghị định của chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết tỉnh ủy năm 2023, dự thảo nghị quyết tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, dự thảo chương trình làm việc của tỉnh ủy năm 2023 báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2024 2026, kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2025, thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Ước có 17 trên 19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Có hai chỉ tiêu dự báo khó đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước. Cụ thể, dự báo tăng trưởng GRDP cả năm đạt khoảng 6%, ước tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 20.000 tỷ đồng.